Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đó là sản phẩm kệ tivi gỗ gụ. Trong chuyên mục video giới thiệu về các sản phẩm phòng khách thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều các cái bộ bàn ghế, thì hôm nay chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc kệ tivi bằng chất liệu gỗ gụ. Đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Nam Định. Anh đã xem rất nhiều các cái video clip của chúng tôi nói về chiếc kệ tivi 2m37 đục tay thủ công kênh bông sắc nét. Thì hôm nay anh có một đơn đặt hàng chúng tôi, đó là chiếc kệ tivi gỗ gụ dài 1m97. Vì phòng khách của anh rất nhỏ nên anh sẽ đặt chiếc kệ tivi thông số 1m97. Còn chiều cao vẫn là 2m31. Chiều sâu là 50. Và được làm y chang như chiếc kệ 2m37 mà chúng tôi đã làm cho khách hàng Thái Bình cách đây không lâu. Và chiếc kệ này cũng là một chiếc kệ được kết hợp tinh hoa giữa nghề chạm khắc đồ gỗ ở làng nghề La Xuyên và nghề chạm khắc ở nghề khảm trai, kết hợp giữa hai làng nghề. Chúng tôi là chuyên về đồ gỗ. Anh đã đặt chúng tôi cách đây một tháng thì hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt để báo cáo tới khách hàng cũng như các khách hàng đang xem và có nhu cầu đặt về các sản phẩm kệ tivi gỗ gụ phòng khách như này. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 8833 49 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm thông số kích thước. Các bạn đang xem đây là một chiếc cánh kệ tivi đã được chúng tôi đục tay thủ công kênh bông, và các chú chim thì chúng tôi đục rất là có hồn, y như là các chú chim thật đang bay ở ngoài đời. Đó là điểm mà nhấn của những người nghệ nhân tại gốc nghề, đó là làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gia đình anh cũng xem rất nhiều các cái trang mạng YouTube cũng như các website trên thế giới đồ gỗ, thì anh đã chọn và đặt niềm tin uy tín tại cơ sở đồ gỗ Yên Lành. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm kệ TV dài 1m97, cao 2m31, 7 buồng cánh đục kênh bông. Và đây cũng là mẫu độc quyền của chúng tôi. Hiện nay thì rất nhiều cơ sở đang nhái nhưng mà chỉ làm giá thành nó hạ đi, còn nếu nói về độ sắc nét và tỉ mỉ kênh bông thì không có. Để làm được một chiếc kệ như này, người thợ phải có kinh nghiệm rất là cao. Đó là những người nghệ nhân như chúng tôi mới làm được. Thổi hồn vào trong các cái sản phẩm đồ gỗ để làm nên nét tinh hoa của những người nghệ nhân gốc nghề ở La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách hàng ở xa mà muốn đặt các cái sản phẩm giống như này, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả quý khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường đồ gỗ hiện nay. Và bên trên hai chiếc cánh này thì chúng tôi có thiết kế một chiếc ngăn kéo, đó là đục Louis hoa hồng và có thể mở ra mở vào. Đó là chiếc ngăn kéo của chúng tôi. Toàn bộ chúng tôi đục tay hết, không can thiệp máy CNC. Và bên trên chúng ta có thể để được một buồng rượu. Buồng rượu này chúng tôi chia thành hai tầng. Thì quý khách có thể để các cái chai rượu Chivas hoặc vodka bên trên, trưng bày rất là đẹp. Chiếc kệ tivi này có thể được coi là một chiếc tủ rượu nữa. Khi quý khách sắm một chiếc kệ như này, quý khách sẽ được hưởng đó là hai cái lợi, đó là vừa tủ rượu vừa kê tivi. Và chiếc kệ này có điểm đặc biệt, đó là kê được tivi từ 55 inch tới 100 inch, khác với chiếc kệ 2m37 mà trước đây chúng tôi đã làm. Chiếc kệ này có tích hợp để được tivi rất là to, từ 55 tới 100 inch. Và bên một phần hông này chúng tôi khảm đó là hoa hồng. Như các bạn đang xem đây, cái phần mặt đình chúng tôi làm ván dày 2 phân để kê tivi siêu to khổng lồ.
chúng tôi cũng phải ra các cái mẫu mã để bắt kịp với cái thị trường sản xuất của các nhà như Sony, Samsung đang sản xuất các cái dòng TV rất là lớn từ 55 tới 100 inch. Thì chúng tôi cũng đáp ứng ra các cái mẫu kệ để thích hợp. Đó là chiếc mẫu kệ TV gỗ vụn dài 1,97 m của chúng tôi, mang thương hiệu độc quyền đồ gỗ Hiền Lanh do nghệ nhân Dương Hoàng Hiền sáng tác mẫu, chế mẫu. Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi video. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem các cái sản phẩm mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đưa lên. Cảm ơn 8.000 anh em đã đăng ký chúng tôi trong thời gian vừa qua, cũng như đã dùng đồ gỗ của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Và trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp ngựa thờ cao 2,20 m. Đây là một đơn hàng hàng của Đình ở Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ bàn giao trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm và theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.